câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Có hai vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ sống trong một túp lều bên bờ biển. Ngày ngày ông lão ra biển thả lưới đánh cá. Một hôm, ông lão quăng nhiều mẻ lưới mà không bắt được gì. Đến mẻ lưới cuối cùng, ông bắt được một con cá vàng nhỏ xíu. Cá vàng khẩn thiết cầu xin ông lão đánh cá, nếu ông lão thả nó về biển, thì nó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông. Ông lão đánh cá vui vẻ thả cá vàng về biển mà không đòi hỏi gì. Khi ông lão đánh cá trở về nhà, thì vợ đang giặt quần áo trong chiếc chậu gỗ đã vỡ một miếng. Ông kể cho bà nghe câu chuyện đánh được con cá vàng. Bà vợ nghe xong liền nói: "Sao ông không đòi nó một cái chậu gỗ mới?" Ngày hôm sau, ông lão đánh cá đi ra biển gọi cá vàng cá vàng ngoi lên mặt nước ông lão liền bảo cá cá vàng ơi mụ vợ ta bắt ta xin một chiếc chậu gỗ mới cá vàng nhận lời bảo ông lão cứ yên tâm trở về khi ông lão về đến nhà thì thấy nhà đã có một chiếc chậu mới bà vợ ông lão lại bảo ông nên đòi thêm một ngôi nhà thật đẹp nữa ngày hôm sau ông lão đánh cá lại đi ra biển bảo với cá vàng cá vàng ơi bà vợ ta lại muốn có một ngôi nhà mới cá vàng nhận lời ông lão đánh cá trở về nhà bà vợ ông lại đòi hỏi ông hãy đi bảo con cá vàng rằng tôi muốn được làm nữ hoàng ông lão lại đi ra biển một lần nữa gọi cá vàng và bảo cá vàng ơi bà vợ ta không để cho ta yên bà ta muốn được sống trong cung điện thế là cá vàng lại một lần nữa đáp ứng đòi hỏi của bà vợ khi ông lão về đến nhà thì bà vợ đã lên làm nữ hoàng nhưng bà ta vẫn chưa thỏa mãn ông hãy đi bảo ngay với con cá vàng rằng tôi muốn làm long vương dưới biển kìa. Và hàng ngày cá vàng sẽ phải nghe tôi sai bảo. Ông lão đánh cá buồn rầu đi ra biển lần thứ tư để tìm cá vàng. Cá vàng ngoi lên mặt nước. Nghe lời của ông lão đánh cá. Nó không nói gì, quẫy đuôi một cái rồi biến mất vào đại dương sâu thẳm. Ông lão đánh cá liền quay trở về nhà. Thấy cung điện nguy nga đã biến mất. Trước căn lều cỏ, Bà vợ ông đang giặt quần áo bằng chiếc chậu vỡ.